bên cạnh việc phát triển nông nghiệp, công nghiệp tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, trong giai đoạn tới, mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ tập trung vào phát huy bản sắc dân tộc trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới. Cùng với đó, trong giai đoạn tới, chương trình sẽ tập trung vào khơi dậy nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc, vùng miền, qua đó tạo nền tảng để các khu vực này đột phá, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn nợ đọng, thiếu chỉ tiêu, trong đó sẽ tập trung vào phát triển du lịch tại vùng sâu, vùng xa, qua đó tạo tiền đề cũng như tiềm lực tài chính để tiếp tục xây dựng nông thôn mới và hoàn thành các tiêu chí mà địa phương còn chậm hoặc nợ. Riêng trong các cái nhóm sản phẩm hữu cơ thì có cái nhóm sản phẩm thứ 6, đó là dịch vụ du lịch cộng đồng. Thì chúng tôi cũng thúc đẩy các cái mô hình homestay ở các cái địa phương phát triển. Đây là một cái loại hình mà rất phù hợp với điều kiện ở các cái địa phương, nhất là các cái địa phương mà có cái điều kiện khó khăn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đó là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân nông thôn, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn. Do vậy, chương trình OCOP và chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp, được tất cả các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện mục tiêu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2021-2025 đã quan tâm đến hoạt động của các tổ chức hợp tác xã dịch vụ và du lịch, tạo sự liên kết giữa các mô hình, bảo đảm an ninh trật tự trong phát triển du lịch. Địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân được tham gia các lớp tập huấn, tham quan các mô hình du lịch của các tỉnh bạn, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giao tiếp, ứng xử, giới thiệu nét văn hóa, kiến thức nấu ăn, xây dựng đội văn nghệ phục vụ du lịch. Đây cũng là một trong những sản phẩm OCOP chủ lực của địa phương được định hướng phát triển thành sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Là một trong những hộ gia đình người dân tộc Thái Trắng đầu tiên xây dựng mô hình homestay tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Đến nay, mô hình homestay gia đình bà Hoàng Thị Phượng, trú tại bản Đeo Ba, đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019. Cùng với đó, liên kết được 41 công ty du lịch lữ hành trên toàn quốc, qua đó quảng bá rộng rãi hình ảnh người Thái Trắng cũng như cảnh quan nguyên sơ của nơi đây. Trung bình hàng năm, mô hình thu hút từ 8 đến 10.000 khách du lịch, trong đó có hơn 1.000 lượt khách lưu trú và khoảng 8.000 lượt khách đến sử dụng các loại dịch vụ như tham quan thực tế, ẩm thực địa phương. Vì là chúng tôi đã coi trọng về cái gìn giữ những cái nét văn hóa dân tộc của mình, nhất là từ cái bài trí, từ cái phòng ngủ, từ cái trang thiết bị trong gia đình, từ cái vật dụng, rồi đặc biệt là chúng tôi là khai thác tất cả những cái món ăn truyền thống. Đối với người Thái thì có khoảng 142 món ăn ẩm thực dân tộc Thái độc đáo, thì chúng tôi đã khai thác hết những cái đó, khiến cho du khách thì chỉ khi đến đây thì mới được thưởng thức những cái món đó, nên là cái lượng khách vẫn là đều, nhất là khách nội địa. Sau hơn 12 năm xây dựng và phát triển, bà Phượng đã chia sẻ, hỗ trợ mở rộng thêm mô hình homestay cho các gia đình xung quanh, đem lại thu nhập trung bình hàng năm sau khi trừ chi phí khoảng 200 triệu đồng. Cùng với đó là cơ hội việc làm và phát triển kinh tế qua những sản phẩm hết sức quen thuộc với người dân, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây. Từ khi làm cái mô hình homestay này thì cuộc sống của tôi đã thay đổi hơn rất nhiều so với trước kia. Trước kia thì từ đường xá đến đi lại, từ khâu chuẩn bị đồ, nhiều thứ là rất khó khăn. Bây giờ thì đã phát triển hơn rất nhiều, là mọi thứ đều thuận tiện hơn rất nhiều. Thông qua cái mô hình này, không những là tiêu thụ được các sản phẩm như là thực phẩm sạch của đồng bào dân tộc Thái ở đây chế biến ra, ví dụ như gạo này, rượu này, rồi các cái loại rau sạch, thực phẩm sạch, rồi ngoài ra thì cũng là cái nơi tiêu thụ những cái sản phẩm truyền thống như là dệt thổ cẩm và cái nghề đan lát. Còn việc làm
tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên. Nằm cách trung tâm huyện Hoàng Su Phi khoảng 40 km, thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên là nơi sinh sống của 37 hộ đồng bào dân tộc Dao. Nơi đây có những thửa ruộng bậc thang trải dài trên các sườn đồi đã được công nhận danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Bên cạnh đó là vùng chè san tuyết cổ thụ Phình Hồ cùng với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao. Đó là điều kiện thuận lợi để thôn Nậm Hồng phát triển du lịch cộng đồng. Không chỉ là nơi sản xuất bảo đảm sinh kế của người dân nông thôn, những thửa ruộng bậc thang còn là địa điểm trải nghiệm du lịch lý tưởng, thu hút khách thập phương. Tại đây, du khách không chỉ được ngắm những cảnh đẹp mà còn được trải nghiệm công việc bắt cá trên ruộng bậc thang. Xuất phát từ trước đây thì bà con người ta chỉ biết là thả cá vào đấy để thứ nhất là nó ăn sâu bọ rồi ăn những cái con ký sinh trùng ở trên ruộng ấy thì nó sẽ giảm bớt cái sâu hại lúa, và đến cái mùa thu hoạch lúa ấy thì người ta sẽ có thêm là thực phẩm để cho mùa thu hoạch. Như hiện nay mình làm du lịch thì những cái trải nghiệm để bắt cá này thì cá khách cũng rất là thú vị. Hà Giang cũng là địa phương có nhiều dự án tăng cường sinh kế cho người dân tộc thiểu số thông qua nhiều chương trình phát triển du lịch, kinh tế địa phương. Sau 4 năm đi vào hoạt động, các mô hình du lịch cộng đồng ở thôn Nậm Hồng đã có những khởi sắc, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân trong thôn. Vườn chè bây giờ thì hơi yếu rồi, làm lâu năm quá. Sau là bây giờ cũng không ăn thua gì. Kinh tế rất là khó khăn để có cái chương trình để làm du lịch đón khách, dịch vụ đón khách thì là mấy đứa con thì là nó khác tìm hiểu mà làm. Xã Thông Nguyên được chọn là xã điểm của huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặc dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng ngay từ khi bắt đầu triển khai, Đảng ủy xã đã xác định muốn thực hiện chương trình thành công thì phải bắt đầu từ xây dựng đường giao thông nông thôn. Định hướng đúng kết hợp với cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương. Còn tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, trong những năm gần đây, việc phát triển du lịch cộng đồng được chính quyền địa phương thúc đẩy. Xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2020, cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, đến nay các homestay trên địa bàn đã đi vào hoạt động, thu hút khoảng 300.000 lượt khách đến trải nghiệm, đem lại thu nhập ổn định cho các hộ kinh doanh. Thì qua 2 năm dịch bệnh thì nói chung là cũng chưa thu nhập được nhiều, nhưng bắt đầu từ đầu năm 2022 là cũng cho cái thu nhập cho bà con ở đây thì cũng được đáng kể. Nói chung là bà con ở đây thì ban ngày thì đi làm, đi hái na, đi hái ổi tất cả các việc ở ngoài đồng. Buổi tối về thì tranh thủ 1-2 tiếng buổi tối để tập duyệt những cái điệu làn điệu hát then và là đàn tính các thứ để giữ lại cái truyền thống dân tộc Tày của mình để cho nó được chu đáo hơn. Nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đặt một cái mục tiêu là phát triển du lịch gắn với nông nghiệp ở trên địa bàn xã. Thì sau nghị quyết được đề ra ban hành thì lại rơi vào cái dịch bệnh đại dịch COVID-19 diễn ra ở trên địa bàn từ năm 2020 đến năm cuối năm 2021, đầu năm 2022 thì du lịch thì bắt đầu phát triển lại. Thì tại điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà thì hiện nay thì chủ yếu là sinh hoạt về du lịch cộng đồng như các homestay. Thì hiện nay trên địa bàn xã ở trên xóm Mỏ Gà thì có 12 khu căn nhà sàn thì được trọng tâm để mà thực hiện thì xây dựng mà cũng như được đầu tư quan tâm thì có 4 căn nhà sàn thì đã đưa vào sử dụng và hoạt động. Chính quyền địa phương cũng xác định việc thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng sẽ góp phần bổ trợ cho ngành nông nghiệp của địa phương, qua đó thúc đẩy tiêu thụ và gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp nên nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ cho người dân được triển khai. Trong năm qua thì Thái Nguyên đã có những chính sách như là hỗ trợ xi măng, rồi hỗ trợ một phần kinh phí về nguyên vật liệu để cho người dân ở những vùng, những xã khó khăn
có cái điều kiện để mà xây dựng cái hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông thôn cũng như các cái nhà văn hóa. Thế và song song với đó thì đào tạo tập huấn để nâng cao nhận thức cũng như phát triển văn hóa ở cái vùng này. Có như vậy, tức là nếu như chúng ta muốn làm được du lịch thì mỗi người dân đều phải hiểu được du lịch và có thể phải trở thành những tuyên truyền viên, những hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta mới có thể làm được du lịch. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai linh hoạt, phù hợp theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu của địa phương. Theo đó, chương trình tập trung phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống, phát huy giá trị văn hóa, hình thành sản phẩm tích hợp đa giá trị gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, giá trị văn hóa địa phương, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa. Giai đoạn này sẽ đẩy mạnh hoạt động đào tạo tập huấn chú trọng các kỹ năng về tổ chức sản xuất, quản trị, đổi mới, sáng tạo về sản phẩm, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, kỹ năng về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị, marketing và phát triển thị trường. Đặc biệt là đổi mới về phương pháp tập huấn, hướng dẫn theo hướng phát triển sản phẩm dựa vào nội lực cộng đồng. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng qua tuy có tăng trưởng, nhưng từ tháng 5 đến nay, doanh số giảm và tháng 9 chỉ đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 21% so với tháng trước đó. Đây là mức giảm sâu nhất trong lịch sử ngành hàng này. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thông thường, những tháng cuối năm thường là giai đoạn các mặt hàng này được tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của lạm phát, tình hình đã có một số thay đổi. Tại Mỹ, những tháng cuối năm thường là giai đoạn người dân sẽ trang hoàng, sửa chữa lại nhà cửa để chuẩn bị đón một loạt các dịp lễ quan trọng như Noel, năm mới. Thông thường vào giai đoạn này, nhu cầu đối với các mặt hàng đồ gỗ nội thất sẽ tăng cao. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang duy trì lãi suất ở mức cao để chống lạm phát đã ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng của người dân. Đa phần người dân Mỹ đều chi tiêu bằng tín dụng, mua hàng trước còn tiền có thể trả sau. Vì vậy, lãi suất tăng cao sẽ buộc người dân phải thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là đối với các mặt hàng không được coi là thiết yếu như đồ gỗ nội thất. Bên cạnh đó, do lạm phát, giá thuê nhà tăng cao nên nhu cầu chuyển nhà mới của người dân cũng ít hơn. Ít chuyển nhà cũng đồng nghĩa với việc đồ nội thất sẽ ít được sắm sửa hơn. Thực tế, trong báo cáo kết quả kinh doanh đến hết quý 2 của một số hãng bán đồ nội thất lớn tại Mỹ như Wayfair, IKEA, Home Depot đều cho thấy lượng hàng tồn kho đang nhiều hơn so với trước đây. Đơn cử như Home Depot, lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2 đã tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021, lên hơn 26 tỷ đô la Mỹ. Những thách thức của ngành gỗ từ nay đến cuối năm là rất lớn. Ngoài câu chuyện ứng phó lạm phát, thắt chặt tiêu dùng, còn là những vụ việc liên quan đến biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là các biện pháp phòng vệ thương mại từ Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu chủ lực của đồ gỗ Việt Nam. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, về lâu dài cần bảo đảm tuân thủ triệt để các quy định của thị trường quốc tế, đặc biệt là về nguồn gốc xuất xứ, tính hợp pháp của nguyên liệu gỗ.